Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cây thuốc có tên là cây kim cang các bạn nhé. Cây kim cang này củ nó gần giống củ khúc khắc các bạn ạ. Nhưng mà củ nó dễ, nó rất là cứng. Mà một búi của nó thì có nhiều củ chứ không như khúc khắc. Khúc khắc một búi chỉ có một củ hoặc hai ba củ, nhưng mà củ mềm các bạn ạ. Củ kim cang này thì nó lại màu chặt ra nó màu nâu đỏ các bạn nhé. Rất là cứng, màu nâu đỏ. Cây này rất là quý các bạn, quý hơn cây khúc khắc nhé các bạn nhé. Kim cang quý hơn khúc khắc. Khúc khắc chỉ làm thuốc tê thấp thấp khớp này, thuốc thận này, nhưng kim cang nó lại không như thế. Đây các bạn nhìn này, cây kim cang này, đây thân nó đây, thân này nhé các bạn nhé. Đây là cây bé, nếu cây to nó bằng ngón tay này, một khóm của nó lên đến hàng chục hai chục cây, cao độ khoảng 1 mét. Xong bắt đầu nó bồng mọc tựa vào cây khác các bạn. Cây này nó cũng có tua quấn như là khúc khắc các bạn nhé. Đây, có tua quấn như khúc khắc luôn. Đấy, các bạn nhìn nhé. Có tua quấn như là cây khúc khắc. Đấy, các bạn nhìn này, tua quấn này. Hai mặt lá. Các bạn nhé. Hai mặt lá đều không có lông, nhẵn bóng. Mép không có răng cưa, lá hình tim. Các bạn nhớ nhé, hai mặt lá đều không có lông, nhẵn bóng, lá hình tim, gân trên mà gân dưới nổi rõ rệt. Đấy, cây kim cang này là một cây thuốc trước hết là chữa về gai đôi vôi hóa cột sống nhé. Chữa về khớp gút này, chữa thay về thận này. Nhưng một bài thuốc mà tôi chữa được nhiều người, người ta cứ nói đùa bảo là phải kiện ông chờ nhé. Các bạn nghe này, người ta bảo phải kiện ông chờ vì làm cho dân số Việt Nam tăng lên này. Vì sao những người mà không có con ấy đến nhà tôi là dùng cây kim cang, là cái rễ, cái củ cây kim cang này và rễ cây móng bò các bạn nhé, và cây bạch cúc, ba thứ này. Người phụ nữ hầu như ai uống cũng có con. Đấy, đây là cây kim cang các bạn nhé, tôi giới thiệu các bạn. Đây, lá to nhá, không phải bé đâu các bạn ạ. À, đây này, lá rất là to đấy, lá to lắm, lá hình tim to lắm, đẹp lắm, trông nó mướt là mượt mà. Đây đấy, to, lá khúc khắc bé thôi, lá khúc khắc bé bằng nửa ông này, nó mà dài thuôn dài. Đây, những cái đốt của nó mọc rất đẹp các bạn. Đây, bạn nhìn thấy không, rất là đẹp nhé. Đấy, nó mọc cao độ 1-2 mét, bắt đầu là nó mọc tựa vào cây khác, nó bò lên. Nhưng cây này rất là tốt các bạn, tôi quý lắm. Vâng, đấy, hôm nay giới thiệu các bạn một cây thuốc có tên là cây kim cang. Các bạn nhìn thấy cây kim cang rồi đừng tránh nhầm với cây khúc khắc nhé. Rồi sẽ có cái video tôi giới thiệu về cây khúc khắc. Đây là cây kim cang. Đấy, nhà tôi trồng nhiều lắm. Đây, đấy, trồng rất là nhiều vì nó quý mà. Khúc khắc thì trồng làm gì nhé, tôi nói các bạn, khúc khắc thì trồng làm gì, khúc khắc không đáng trồng. Mà khúc khắc trồng dễ, kim cang này mới là khó trồng này.